À, xin chào các bạn hôm nay thì à, mình làm cái clip này à, nói về cái chủ đề là phước đức và công đức thì mục đích của cái việc làm cái clip này á là để các bạn hiểu được à, các cái tầng bậc của à, năng lượng và những cái việc mình làm á nó thuộc những cái tầng bậc nào từ đó mình có thể chủ động hơn À, có nhiều người không biết á, à, mình đi làm những cái việc mình tưởng là những cái việc làm đó có ít nhưng mà vì không có hiểu những cái tầng bậc năng lượng này thì đôi khi cái việc mình làm tưởng như vậy nhưng mà rốt cuộc nó lại vô ích đôi khi nó còn gây hại nữa à, thì mình nghĩ là à, hiểu được cái 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 đề tài này nó cũng giúp ích nhiều cho các bạn trong cái cái cuộc sống à, và nó cũng giúp ích mình trong cái việc tu tập nên mình quyết định mình làm cái clip này rồi thì cái đề tài của chúng ta là Phước đức và công đức thì để mà hiểu về ba cái loại này thì đầu tiên chúng ta cũng cần có cái hiểu về ba cái đời sống ba à, cái loại này liên quan tới ba cái đời sống trong cái trong cái cuộc sống của chúng ta thì cái loại đời sống thứ nhất á, gọi là đời sống vật chất thì như các bạn đã biết là quay lại nhớ cái sơ đồ năng lượng chúng ta có cái bốn thể sự sáng sinh ra điện điện sinh ra khí khí sinh ra huyết đối đối với trong thân người chúng ta thì gọi là huyết thì nó có cái tầng ranh giới ở phía trên nó là năng lượng tiên thiên bao gồm sự sáng và điện bên dưới là năng lượng hậu thiên bao gồm khí và huyết à, vậy thì bốn cái tầng năng lượng này và chúng ta nhớ luôn mỗi cái cái tầng năng lượng nó ứng với một cái thể bên trong người chúng ta ví dụ như cái huyết nó ứng với cái thần cái khí nó ứng với cái tâm và cái điện nó ứng với cái trí cái sự sáng thì nó ứng với cái tuệ ngày hôm nay mình cho các bạn biết thêm một cái sâu hơn nữa về về các cái tên gọi này ví à, dụ như các bạn nhớ À, huyết á à, thì nó cũng có à, à, tức là thủy á cũng có thủy âm thủy dương à, khí cũng có khí âm khí dương điện cũng có điện âm điện dương à, sự sáng á, khi mà về tới sự sáng á, thì nó hòa lại là một rồi nó sắn vào nhau vậy thì à, ở đây mình cho các bạn biết thêm về cái à, cái à, tầng năng lượng nó ứng với phước đức công đức như thế nào thì cái sự sáng này nè cái sự sáng này á nó chính là cái công đức ở đây mình có thể gọi là đạo hoặc là công đức là nó ha điện thì nó chia ra làm hai nhánh là dương và âm thì cái điện dương là cái đức và cái điện âm là cái ác đức tức là cái thiện là cái đức còn cái ác tức là ác đức tới cái khí nó cũng chia ra khí âm khí dương thì khí dương thì là phước khí âm là họa và lơ xuống tới cái huyết á, thì nó thuộc về họa nặng à, từ từ mình sẽ giải thích vậy thì nói về đời sống vật chất thì cái người sống bằng đời sống vật chất á, thì họ sử dụng à, rung động cả ba thể nhiều và đặc biệt à, mạnh nhất á, là anh tập trung vào cái, à, cái nhục thân à, tập trung vào cái sự thụ hưởng của nhục thân ví dụ như một người mà à, sống một cái cuộc đời mà chỉ tập trung vào những cái lợi ích vật chất À, ví dụ như sống mà tập trung vào những cái nhu cầu vật chất Ví dụ như là à, tiền, bạc, à, đi làm cả cuộc đời chỉ nghĩ tới cái việc làm sao kiếm tiền thôi Thì đó là cái họ sống bằng cái, cái nhu cầu hoàn toàn về vật chất thôi à, Không có nghĩ tới gì khác, đó. chỉ sống một cuộc đời làm sao có nhiều tiền à, Thì đó là à, dành hết thời gian vào cái việc mà à, à, thụ hưởng vật chất thì chúng ta nhớ ở cái phần thân á, thì nó có hai cái nữa nói về cảm giác á, hôm trước mình có nói với các bạn nó có hai cái nặng nguy hiểm á, là một cái gọi là nhục dục một cái gọi là vị dục đó thì những người mà sống một cái cuộc đời mà đam mê à, thụ hưởng à, vào những cái khoái cảm liên quan tới nhục dục xác thịt à, hay là à, đam mê vào cái khoái khẩu à, tức là cái khẩu vị đam mê cái những cái khám phá những cái loại thức ăn khẩu vị tức là chúng ta chỉ chú trọng vào những cái sự thụ hưởng như vậy á thì gọi là sống bằng đời sống vật chất thì làm cho cả ba cái thể này nó rung động nó tiêu hao năng lượng các bạn cứ tưởng tượng cái sự sáng này giống như là cái nguồn năng lượng cái cục pin còn ở dưới chúng ta có điện khí huyết ha càng thụ hưởng vật chất nhiều á thì cái năng lượng nó càng tiêu hao, hoa cái cục pin nó càng hao dần, càng hao dần. cho nên cái người sống bằng đời sống vật chất á là họ sử dụng à, rung động cả thân tâm và trí à, cho cái nhu cầu của cái nhục thân, à, chính yếu là cái phục vụ cho cái nhục thân, tức là sống chỉ phục vụ cho cái nhục thân thì gọi là đời sống vật chất. rồi ví dụ như ăn à, thì cứ, cứ càng ngày cứ thèm ăn món này và cái nhu cầu càng ngày càng tăng lên và cứ, cứ cứ nó mỗi lần cái nhu cầu nó thèm ăn lại tìm cách để phục vụ cho cái nhu cầu đó nó bị cuốn vào cái 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 khoái khẩu ha à, hoặc là những cái loại làm cho ăn, cho cái thể xác á, à, khoái cái cảm giác đê mê à, của ma túy của rượu à, những cái chất kích thích đó, thì cũng làm cho cái cái nhục thân á, rơi vào cái trạng thái đê mê như vậy và bị nghiện cái cái cảm giác này đó thì những cái loại này nó thuộc về gọi là cái đời sống vật chất à, rồi cái loại đời sống thứ hai á, gọi là đời sống tinh thần thì à, cái người mà sống bằng đời sống tinh thần á thì họ tập trung vào sử dụng hai cái thể á, là điện và khí tức là À, điện á, thuộc về tư tưởng, khí á, thuộc về tâm trạng và hai cái thể này á, thì chúng ta còn gọi là tâm hồn. Tức là cái người sống bằng đời sống tinh thần á, thì họ dành hầu hết thời gian để mà um, để mà tập trung vô à, cái à, cái tâm hồn, cái tinh thần của họ. Thí dụ, thí dụ như những người à, hồi nãy những người sống bằng đời sống vật chất á, thì cứ làm việc ha làm việc tay chân kiếm tiền. À, còn những cái người mà À, sống về đời sống tinh thần á, thì họ làm việc bằng đầu óc à, bằng tinh thần thí dụ như à, thí dụ như những người gọi là nhạc sĩ à các bạn thấy những người nhạc sĩ ha thì họ không có à, họ, họ, họ không có dùng cái thân họ để mà lao tâm à, để họ họ phải chật vật họ, họ họ kiếm tiền mà họ chỉ thích thả hồn mình vào những cái giai điệu à, cả một ngày có khi cả một cái thời gian dài họ chỉ thích thả hồn mình vào những cái giai điệu vậy đó họ thích sống trong những cái âm thanh như vậy thí dụ như vậy hoặc là những người họa sĩ à, họ những người họa sĩ họ các bạn thấy họ có thể dùi đầu vào một cái bức vẽ trong đầu họ tự nhiên có những cái ý tưởng gì đó và họ hòa mình vào một cái bức vẽ có khi hả mất vài tháng vài năm trời luôn tùy ha à, họ họ thích họ sống trong cái cái niềm đam mê đó hoặc là những người làm những cái việc uh, nghiên cứu à, họ không có quan tâm tới cái thân họ cũng không quan tâm nhiều tới cái chuyện ăn uống uh, bề ngoài họ cứ chân họ cứ thích tập trung đầu óc của họ vào cái việc nghiên cứu một cái lĩnh vực nào đó hoặc là những cái nhà khoa học à, những nhà khoa học Thí uh, dụ như chúng ta thấy như uh, những nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein uh, dùng cả một cái đời cứ dành cái thời gian cứ nghiên cứu dành thời gian nghiên cứu để ra phát minh ra những cái gì uh, mang lại cái cái lợi ích cho 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 cái cuộc sống à, à rồi hoặc là những người à, sáng tạo ra những cái à những cái thí dụ như ông steve jobs đó ổng 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 phát minh ra ổng sáng tạo ra những cái thiết bị để mà ma, thay đổi thay đổi cái, cái nền công nghệ thế giới thí dụ như vậy đó à, những cái người đó họ, họ không quan tâm quá nhiều về cái, cái thân thể của họ à, mà họ chỉ dành đầu óc của họ hầu hết cái thời gian của họ vào những cái đam mê những cái mục đích à, như vậy thì những người đó gọi là những người sống bằng đời sống tinh thần đó, mình tạm giới thiệu sơ à, Để các bạn đi một vòng như vậy Chút xíu mình phân tích kỹ hơn Rồi, còn những người sống bằng cái đời sống tâm linh Thì à, họ tập trung vào hai cái thể á, là sự sáng và điện À, họ tập trung vào hai cái thể sự sáng và điện Thì những cái người này là những cái người mà dành hầu hết thời gian Chỉ để đi tìm, hiểu những cái gì nó thuộc về tiên thiên À, hồi nãy bạn thấy à, những người sống bằng đời sống vật chất á thì à, à, họ sử dụng điện khí à, huyết tức là có hai cái hậu thiên một cái tiên thiên mà hầu hết chỉ tập trung vô cái nhục thân tức là sống hoàn toàn bằng cái cái à, năng lượng hậu thiên. Rồi cái người sống bằng đời sống tinh thần thì xài điện và khí à, thì họ vừa có hậu thiên vừa có tiên thiên. Còn cái người mà sống bằng đời sống tâm linh á thì họ chỉ tập trung hoàn toàn vào cái hai cái thể ở phía trên thôi là sự sáng và điện thôi họ giảm tối đa cái nhu cầu về thân thể nên các bạn thấy những cái người tu hành á, những cái người tu luyện á, à, các bạn thấy hoặc là những cái, các bạn thấy những cái người các cái đạo sĩ yoga ở Ấn Độ các bạn có thể bắt gặp những cái hình ảnh họ tu khổ hạnh hoặc là này kia đó họ không quan tâm tới thân thể họ à, họ chỉ làm sao họ cái nhu cầu của họ là tìm kiếm được những cái huyền bí của vũ trụ và họ mong muốn trở thành đắc nhập vào cái cái huyền bí đó hoặc tu tập để về các cái cõi giới cao hơn họ cứ đắm chìm ở, ở ở trong đó và họ cống hiến dành một cái hết phần đời của họ để mà họ tập trung vào vào cái việc tu hành như vậy đó là những người thuộc về đời sống tâm linh đó vậy thì đi một vòng để các bạn nắm thế nào là vật chất tinh thần và tâm linh thì từ ở chỗ này các bạn mới thấy như vậy <laughs> chung con người chúng ta có ba đời sống à, vật chất tinh thần và tâm linh và nếu như chúng ta không hiểu ba cái loại đời sống này chúng ta chỉ tập trung vào một cái loại đời sống nào đó à, thì chúng ta sẽ bị dễ bị mất cân bằng à, các bạn nên nhớ là cái sự sáng là cái nguyên năng à, là cái mà sinh ra năng lượng để mà chi phối xuống và các bạn thấy hai cái đời sống vật chất và tinh thần á thì nó lại không có quan tâm tới cái nguyên năng này mà nó chỉ nằm ở phía dưới cho nên hai cái loại đời sống này à, à, dù chúng ta thấy nó có những tầng bậc khác nhau à, thấy đời sống tinh thần có vẻ cao hơn chút nhưng mà nó cũng sao cũng là cái đời sống mà tiêu hao năng lượng à, riêng cái đời sống tâm linh á thì họ mới tập trung họ tìm Họ, họ sử dụng cái năng lượng tiên thiên và trong đó có cái sự sáng và họ biết cách để mà họ làm sao cho cái sự sáng càng ngày nó càng tăng lên à bây giờ chúng ta thấy như vậy đối với đời sống vật chất à, đối với người sống bằng đời sống vật chất thì à, vật chất á, thì à, chúng ta thấy là những người mà hầu hết là à, thụ hưởng à, hầu hết là lo cho cái nhục thân À, đời sống tinh thần lo cho cái à, cái tâm trạng cái à, à, cái tinh thần nhiều hơn à, đời sống tâm linh thì à, đi tìm cái huyền vi huyền bí ở bên trong thì à, đối với à, vũ trụ á, thì nó có một cái sự gọi là cái à, cái này gọi là cái thứ tự ưu tiên à, thì cái người sống bằng đời sống vật chất á, à, phải chăm lo cho cái người sống bằng đời sống tinh thần và cái người sống bằng đời sống tinh thần phải chăm lo cho cái người sống bằng đời sống tâm linh à, tại sao như vậy mình tìm hiểu thử à, à mình tìm hiểu thử nè thì các bạn thấy cái người sống bằng đời sống vật chất á thì họ dành hầu hết thời gian để lo cho cái, cái cái nhục thân thôi cho nên á thì họ họ đi làm họ kiếm tiền bằng 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 tay chân ha họ họ mệt mỏi à, họ rất dễ dẫn tới cái cái căng thẳng đầu óc mệt mỏi thì họ mới sao họ mới tìm tới thí dụ như chúng ta đi làm suốt như vậy cái chúng ta mệt mỏi rã rời ha chúng ta thích tìm tới những cái gì để mà chúng ta giải trí thí dụ như bây giờ chúng ta thấy á chúng ta đi làm vật chất chúng ta có tiền thế nhưng mà đầu óc chúng ta mệt mỏi chúng ta căng thẳng như vậy thì chúng ta muốn tìm cái gì đó nó thư giãn đầu óc thì có phải chúng ta thích đi nghe nhạc chúng ta thích đi xem phim Chúng ta thích đi đọc sách hay là chúng ta thích đi coi tranh, coi triển lãm, ví dụ vậy. Thì có phải là những cái sản phẩm đó nó thuộc về những cái người làm bằng đời sống tinh thần không? À, cái ông nhạc sĩ mặc dù ổng không có đi phải tất bật đi làm kiếm tiền như chúng ta, ổng chỉ thả hồn vào những cái nốt nhạc, những cái giai điệu, ổng tạo ra một cái bản nhạc à rồi sao rồi chúng ta là những người mà có tiền có vật chất nhưng mà chúng ta lại thiếu cái tinh thần đó thì chúng ta lại bỏ tiền ra chúng ta mua cái bản nhạc của ông đó chúng ta nghe cái bản nhạc của cái ông đó à có phải vậy không vậy thì bắt đầu của chúng ta lấy cái tiền của chúng ta chúng ta đưa cho họ tức là họ họ lại họ không có kiếm tiền theo kiểu của chúng ta mà mặc dù bây giờ thì nhạc sĩ này kia thì họ cũng có những cái loại nhạc sĩ kiếm tiền nhưng mà cũng có những cái loại nhạc sĩ là họ tạo ra những cái bài hát để đời à, họ chỉ sống vì đam mê như vậy à thì chúng ta thấy là cái người vật chất á có phải là bỏ tiền ra à, nuôi cái người cái người sống bằng tinh thần không à, hoặc là chúng ta cái nhà chúng ta nó nó thiếu những cái uh, trang trí cái chúng ta tìm tới những cái họa sĩ chúng ta mua những cái bức tranh mua những cái uh, đồ điêu khắc mua những cái gì để mà thuộc về nghệ thuật á chúng ta trang trí ở trong nhà thì có phải không đó họ thì không có không có làm việc uh, như chúng ta nhưng mà họ cứ thả hồn vào những cái tác phẩm đó và chúng ta cần những cái cái nhu cầu về cái tinh thần đó thì chúng ta bỏ tiền là chúng ta mua hoặc là chúng ta thấy uh, chúng ta làm việc tay chân thì chúng ta mệt mỏi như vậy thì chúng ta cần những cái thiết bị công nghệ à chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua những cái phát minh những cái sáng chế của những cái người nghiên cứu ví dụ như cái iphone đó ông Steve Jobs đó ông dành thời gian ra ông nghiên cứu ra những cái ông thay đổi cái nền công nghệ thế giới như vậy mình thấy ồ cái máy này nó tiện lợi quá nó giúp mình rất là nhiều việc cái máy này xài uh, nhanh giúp cho mình xử lý cái công việc nhanh hơn à mình cũng phải bỏ tiền ra mình mua những cái sản phẩm của những cái người hoạt động tinh thần như vậy đó đã là nói về người sống bằng đời sống vật chất lo cho người sống bằng đời sống tinh thần rồi rồi người sống vật chất và tinh thần phải lo cho người sống bằng đời sống tâm linh à tại sao là như vậy giờ chúng ta thấy nè chúng ta thấy những cái người sống bằng đời sống tâm linh á là những cái người những cái bậc tu hành à, thì nói chung nhiều cái tôn giáo phật giáo công giáo tất cả các loại tôn giáo thì những cái người mà tu hành chân chính á thì chúng ta thấy như sao ví dụ như họ đâu có họ dành hết thời gian cho cái việc tu tập thôi họ đâu có phải đi kiếm tiền vất vả như như cái người sống mà đời sống vật chất họ cũng đâu có phải uh, dành thời gian nhiều để mà sáng tác sáng tạo gì để mà kiếm tiền giống như cái người sống mà đời sống tinh thần đâu à, họ chỉ tập trung quay vào trong họ thiền định hoặc là họ tu tập ha à, thì thì các bạn thấy sao họ phát triển cái trí huệ vậy chúng ta chúng ta nhìn vào cái sơ đồ á chúng ta thấy như sao thấy cái người sống bằng đời sống vật chất và cả người sống bằng đời sống tinh thần họ bị thiếu cái gì họ thiếu cái trí huệ à họ chỉ dùng cái phàm trí thôi nhưng mà họ thiếu cái trí huệ từ đó cái cuộc đời của họ nó nó bị mất cân bằng cho nên chúng ta thấy tại sao á vào những cái lúc cận tử các bạn thấy à những cái người mà bắt đầu khi mà gặp những cái tình huống xui rủi hoặc là cận tử sắp chết ha hoặc là bác sĩ báo là bệnh viện báo là bệnh nan y rồi hết chữa được rồi à, thì các bạn thấy lúc đó là sao khi mà chúng ta thấy những cái tiền tài những cái vật chất những cái gì mà nó thuộc về cái hữu hình đó nó bó tay rồi à, tiền tài địa vị bây giờ tiền đóng đóng ha, dù là trước tước mình là cái gì đi nữa mà lúc mình bác sĩ nói một câu là, mình sắp chết rồi mình bó tay rồi lúc đó làm sao à, bắt đầu cái tự nhiên cái là mình phải phải trông chờ vào một cái cái đấng gì đó vô hình thì mình lại tìm tới tìm tới những cái vị mà tu tập có phải vậy không à, tìm tới cái lời khuyên hoặc tìm tới cái sự giúp đỡ cái sự chữa trị của của tâm linh của những cái người mà có cái công đức tu tập đó các bạn thấy thí dụ hoặc là hoặc là các bạn thấy á à, lúc sống nhiều khi không có tin tưởng không gì hết nhưng mà sắp chết à cũng phải nhờ thầy chùa tới tụng kinh à. cũng phải nhờ cha xứ tới làm phép có phải vậy không à mặc dù có thể lúc sống không có không có quan tâm gì hết trơn nhưng mà sắp chết hoặc là bản thân người nhà cũng tự động à. à tại vì họ biết được những cái những cái việc làm đó những cái người sống bằng đời sống vật chất tinh thần không có làm được à, chỉ có cái người sống bằng đời sống tâm linh mới làm được những cái việc đó thôi à những cái việc hữu hình thì họ làm được nhưng những cái việc vô hình thì họ phải trông chờ vào những cái bậc này thôi à cho nên sao các bạn thấy hoặc là các bạn thấy một cái người tu hành á chân chính á họ đâu có phải vất vả đi kiếm tiền theo theo cái kiểu của hai cái người kia nhưng mà thí dụ các bạn thấy á họ họ tu tập bây giờ họ nguyện họ nguyện là có một cái nơi làm sao cho con có một cái nơi để mà bá tánh có cái nơi để mà tới tu tập để mà tiến hóa à thì tự nhiên á nếu như họ tu hành đàng hoàng chân chính á tu hành chánh pháp đàng hoàng và cái ý đó với cái mục đích trong sáng cao thượng á thì tự nhiên cái ở trên an bài ăn bài cho có cái người sống bằng đời sống vật chất ha tới tự nhiên thấy cái đức độ của vị thầy này à thấy vị thầy này tu hành chân chánh mà cái chùa còn nghèo quá tự nhiên cái bỏ tiền ra có phải vậy không à, à người sống bằng đời sống tinh thần cũng vậy à cũng phải cần tới cái lời khuyên tâm linh của những cái bậc thầy thấy cái bậc thầy đức độ này thì tự nhiên cũng đóng góp dùng cái công sức của mình để mà đóng góp vô à xây dựng cái chùa các bạn thấy xây cái chùa hoặc xây cái nhà thờ đâu có rẻ đâu à nhưng mà sao có phải là cái niềm tin cái đức tin của những cái người tin vào cái tôn giáo tin vào cái vị thầy đó họ họ bỏ tiền ra họ xây cái chùa xây cái nhà thờ à mà đó cho bạn biết một cái chùa một cái nhà thờ mà một cái người mà đi làm bình thường biết nhiều khi biết khi nào mới có tiền mà, mà, mà xây đủ đúng không được bao nhiêu người có có như vậy đó nhưng mà cái sự đóng góp của những cái người bởi vì cái đức tin của họ À, thì họ đâu có phải những cái người tu hành họ đâu có cần phải đi kiếm tiền vất vả kiểu kia đâu à, nhưng mà vì họ có cái mục đích chân chính dĩ nhiên mình nói chân chính nha còn bây giờ cái gì nó cũng có âm có dương hết đó đó. à thí dụ như người làm đời sống vật chất cũng vậy cũng có người người ta cũng kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền chân chính và người ta kiếm tiền để người ta phục vụ lại những cái giá trị uh, khác uh, cho cái tiến bộ xã hội nhưng cũng có những người kiếm tiền để mà chỉ hưởng thụ vật chất cá nhân thôi à, chỉ mà vơ vét bóc lột chỉ nhằm mục đích lợi mình hại người cái đó cũng có rồi tinh thần cũng vậy À, có những người uh, sáng tác ra những cái nhạc nhẹ nhàng làm cho cái đầu óc người ta thư thái thư giãn nhưng cũng có những người tạo ra những cái nhạc kích động làm cho cái tinh thần người ta bị 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 kích động cho nên các bạn thấy á, những cái nhạc nhẹ nhàng du dương á, thì nó làm cho tới cái tâm hồn người ta nó nó thoải mái nó hiền hòa còn các bạn thấy có những cái nhạc mà nó thuộc dạng kích động á, thì những cái giới trẻ nó làm cho cái giới trẻ nó 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 cuồng nó cuồng cuồn tính lên à và các bạn thấy thường những cái nhạc kích động thì nó lại nằm trong những cái chỗ mà ăn chơi à xì ke ma tí rượu chè vô đó thì nó lại thích những cái nhạc đó đó nó luôn có âm có dương ha những cái nhạc đó cũng thuộc về lực lượng phủ định còn cái nhạc nào mà làm cho con cái tinh thần người ta phấn chấn nhẹ nhàng á à thì nó thuộc về cái lực lượng khẳng định nó luôn luôn nó có hai như vậy rồi ngay cả đối với người à, sống một đời sống tâm linh cũng vậy à, không phải nói tâm linh là ai tu cũng chân chính hết không phải à, trong cái điện nó cũng có điện âm và điện dương vậy thì có những người tu hành chân chính một lòng tìm tới chân lý để mà à, với cái tâm từ bi bác ái Cứu độ ba tánh giúp cho mình sáng rồi giúp cho người sáng à, những cái tâm tu à, với cái hạnh bồ tát nhưng cũng có những người á, họ tìm tới cái tâm linh để nương nhờ vào những cái tà thuật à, những cái thần thông để phục vụ cho những cái mục đích thấp hèn khác à luôn luôn có à, mình nói ha cái gì cũng có âm có dương hết cho nên chúng ta phải hiểu ở chỗ này vậy thì bắt đầu chúng ta thấy bắt đầu hiểu ba cái đời sống rồi ha hiểu về các năng lượng liên quan tới từng đời sống rồi thì chúng ta bắt đầu mới tìm hiểu về cái thế nào gọi là phước đức và công đức vậy thì chúng ta thấy nhìn vô cái sơ đồ này chúng ta thấy như sao nhìn vô cái sơ đồ này và nói về phước trước thì phước á nó chính là cái khí dương à và à, đối với những người á ví dụ như đời sống vật chất chúng ta dùng cái tiền của chúng ta chúng ta kiếm được tiền và chúng ta dùng cái tiền đó chúng ta giúp người khác bằng à, phát triển cái đời sống vật chất ví dụ như chúng ta à, dùng tiền đó cứu trợ cho người nghèo nè, xây nhà tình thương, xây nhà tình nghĩa, xây cầu, đắp đường nói chung là làm những cái việc mà liên quan đến cái vật chất và giúp cho đời sống vật chất của người khác phát triển á thì chúng ta được cái đó gọi là cái phước. À mình nói lại. Nếu như chúng ta giúp cho người khác phát triển cái đời sống vật chất, à chúng ta có vật chất và chúng ta dùng cái vật chất đó chúng ta giúp người khác phát triển đời sống vật chất thì chúng ta có được cái phước và cái phước này nó thuộc về năng lượng hậu thiên nó thuộc về khí dương à rồi nếu như chúng ta giúp người khác phát triển về đời sống tinh thần thí dụ như à, chúng ta giúp cho người ta sống à, an an nhiên nè vui vẻ nè hạnh phúc nè chúng ta mang đến niềm vui cho người khác nè chúng ta giúp cho họ sống tích cực nè chúng ta giúp cho họ sống thiện lành nè chúng ta giúp cho họ sống nhân ái yêu thương làm cho cái tinh thần của họ tươi tỉnh nè khẳng định nè thì cái loại đó chúng ta gọi là cái đức à, chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta có được cái đức à, cái đức nó thuộc về cái tình thương à, còn mà chúng ta giúp một cái người nào đó phát triển đời sống tâm linh phát triển cái sự sáng suốt phát triển cái trí huệ ở bên trong à thì à, chúng ta có được cái gọi là công đức thì trong cái hình này mình để cái chữ đạo đó thì đạo đó là công đức đó tức là giúp người nào tìm được chánh đạo đi trên con đường đạo à, phát triển trí huệ phát triển sự sáng suốt thì cái đó gọi là công đức à, mình quay lại một dòng mình nói lại nữa ha nếu như chúng ta giúp người khác phát triển đời sống vật chất thì chúng ta có cái phước chúng ta giúp người khác phát triển đời sống tinh thần chúng ta có cái đức và chúng ta giúp người khác phát triển đời sống tâm linh thì chúng ta có cái gọi là công đức nè rồi tới chỗ này nè tới chỗ này thì mình có một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung nè các bạn nhớ đi vô trong chùa chúng ta hay thấy có một cái hòm à, và cái hòm đó nó có cái tên là hòm công đức các bạn nhớ không à vậy thì hôm nay mà các bạn hiểu cái này rồi các bạn mới hiểu tại sao cái hòm đó có tên là hòm công đức và phải hiểu cho đúng nha bây giờ người ta xài cái từ này nó nó lộn xộn lắm nhưng mà à, dĩ nhiên nó cũng là là từ ngữ thôi nhưng mà mình muốn các bạn hiểu cái mục đích chính thì các bạn mới biết được cái việc mình đang làm nó thuộc thuộc cái nào <laughs> rồi vậy thì các bạn suy nghĩ vậy nè tại sao trong chùa nó có cái hòm gọi là hòm công đức à thì các bạn thấy như vậy các bạn nên nhớ hồi nãy mình nói hai cái người sống bằng đời sống vật chất à, theo thứ tự ưu tiên của vũ trụ nha cái này vũ trụ sắp xếp chứ không phải tự nhiên đâu thì à, người sống bằng đời sống vật chất phải lo cho người sống bằng đời sống tinh thần người sống bằng vật chất và tinh thần phải lo cho người sống bằng đời sống tâm linh thì các bạn thấy ở trong chùa nếu như những cái người tu hành chân chính thì họ chỉ dành hết thời gian cho cái việc tu tập thôi họ không có lo kiếm tiền nhưng mà sao à, nhưng mà họ tu vậy đó, rồi các bạn thấy họ họ đâu có đi làm kiếm tiền đâu nhưng mà họ cũng phải ăn họ cũng phải nuôi cái thân tại vì tu hành cũng phải nuôi cái thân thì lúc này vũ trụ mới sắp xếp cho những cái người sống bằng đời sống vật chất và đời sống tinh thần mới tìm tới để mà dùng cái tiền bạc của họ cái vật chất của họ để mà đóng góp vào cái nhà chùa vậy thì các bạn nhớ lại cái hồi nãy mình nói ha cái người nào giúp người khác phát triển đời sống tâm linh thì có cái công đức thì có phải cái nhà chùa cái nơi mà tu hành chân chính nha mình nói là tu hành chân chính nha chứ bây giờ có nhiều cái mô hình tôn giáo lập ra à, lợi dụng cái tâm linh đó. thì thôi mình không nói mình nói tu hành chân chính nha thì có phải cái người ở, ở những cái người ở trong đó tăng ni ở trong đó à, họ dành hết thời gian để họ tu tập họ, họ họ dùng cái công đức tâm linh của họ họ cầu nguyện cho bá tánh sáng suốt ha hoặc là họ tạo ra cái môi trường để mà những cái người sống bằng vật chất hay tinh thần tới đó có cái nơi tu tập phát triển cái trí huệ sáng suốt ví dụ như vậy thì có phải là cái chùa là cái nơi tạo ra cái công đức không à cái chùa là cái nơi có công đức tại họ tu tập hàng hoàng chân chính thì họ có công đức còn cái người sống vật chất của chúng ta thì không có công đức à nếu mà có tiền đi bố thí ở ngoài thì cũng có cái phước thôi cái người tinh thần nếu mà có giúp người ta thì cũng có cái đức thôi nhưng mà lại thiếu cái công đức vậy thì sao chúng ta phải hiểu nè khi mà chúng ta bỏ tiền vào cái hòm công đức này á các bạn đừng có nghĩ là bố thí hay gì kia nha không phải đâu các bạn phải hiểu như thế này á thì mới thật sự có công đức nè các bạn đi chùa á ví dụ như các bạn muốn đi cái chùa đó thì các bạn muốn đóng góp cái công sức của mình Vào cái chùa đó để giúp cho Tăng Ni ở đó tu tập Thì các bạn phải hiểu gì nè Thì cái công đức nó mới trọn vẹn Ví dụ như các bạn muốn đóng góp 500 ngàn Vào cái thùng này thì các bạn phải hiểu như vậy Các bạn phải nói lúc mà các bạn khấn Các bạn phải nói là cho con Xin công đức Của nhà chùa với số Tiền là thí dụ như 500 ngàn Mình nói lại ha Khi lúc bạn khấn bạn nói là cho con Xin công đức của nhà chùa Với số tiền là 500.000. Tức là sao? Bởi vì các bạn không có công đức mà nhà chùa họ tu tập họ có công đức cho nên á các mà nhà chùa thì cần cái vật chất, còn các bạn thì cần cái công đức cho nên cái số tiền mà các bạn bỏ vô cái hòm này đó. À nếu mà thật sự các bạn muốn có công đức á à, các bạn bỏ vô cái hòm này thì các bạn phải nói là xin công đức của nhà chùa tức là chúng ta lấy cái vật chất của chúng ta và chúng ta xin cái công đức của nhà chùa à, họ cần cái vật chất của chúng ta để mà họ nuôi cái thân họ có cái ăn để họ tu tập còn chúng ta cần cái công đức tu hành của họ cho cái sự sáng suốt của chúng ta à các bạn phải hiểu cái ý như vậy á thì cái tiền của các bạn á nó mới thật sự á à, nó có mới thật sự có cái ý như vậy cái ý trân trọng như vậy á thì các bạn mới có được một ít công đức à còn không á các bạn cứ nghĩ là à, cúng dường bố thí á à, thì nó 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 không thuộc về công đức nữa à các bạn phải hiểu cái ý như thế nào á là cái nghiệp nó tạo ra tương ứng như vậy các bạn phải hiểu cái việc này các bạn nghĩ là cái bỏ cái đồng tiền đó ra để mà giúp cho tăng ni tu tập và mình xin cái công đức tại vì mình không có tu được nhưng mà mình cần cái sự sáng suốt thì mình giúp cho cái người đó tu hành à tức là mình cũng đang đóng góp vào cho cái cái sự sáng suốt đó à của chính họ và của chính mình à, giúp người sáng là giúp mình sáng phải luôn luôn nhớ cái câu này ha giúp cho người sáng là giúp cho mình sáng cho nên mình bỏ cái số tiền này vào cái hòm đó làm giúp cho họ có được cái vật chất để họ tu hành họ sáng suốt thì mình giúp cho họ sáng suốt thì mình cũng được sáng suốt tức là mình giúp cho họ tiếp tục tạo ra công đức thì mình cũng có công đức các bạn phải làm à, nếu mà các bạn à, chưa có tu tập mà các bạn thật sự muốn có công đức á thì cái cách đó để các bạn làm cho nên các bạn phải hiểu cái hòm chỗ nào mà cho người ta tu tập mới tu tập đàng hoàng á, mới có thể ghi là hòm công đức còn các bạn thấy á, nhiều cái chỗ á họ họ muốn xin cái số tiền đó để mà họ xe sửa chữa này hay là tu sửa kia mà họ không có tu gì hết trơn á thì cái đó không có gọi là công đức cho nên mình thấy á, bây giờ người ta rất là lẫn lộn mà cứ ghi, ghi công đức à. cho nên có một số chỗ ở đây nè mình có cái hình nè mình thấy người ta ghi rất là rõ nè két dầu nhang à người ta ghi rõ mục đích của cái số tiền đó cái chỗ này thí dụ người ta không có tu tập nó chỉ là một cái đền nó chỉ là một cái di tích văn hóa thí dụ như vậy họ không có tu gì đó họ chỉ là dùng cái tiền đó để duy trì để bảo dưỡng cái di tích này á à thì phải ghi cho rõ ràng chứ đừng có ghi là công đức à đừng có lầm lẫn như vậy cho nên là nhiều khi chúng ta không hiểu á cho nên bây giờ cái việc mà quản lý cái tiền này nó cũng phức tạp lắm báo chí đâu cũng đăng nhiều mình mình không có nói để uh, trong cái đề tài này nhưng mà để mình phân tích để các bạn hiểu thế nào là công đức nha đó ở đây người ta ghi rõ nè két dầu nhang đó là mục đích rõ ràng là đóng góp số tiền này để duy trì để mà có um, trùng tu để mà có cái tiền để mà bảo dưỡng cái di tích này ai à, ghi rõ vậy còn cái công đức á, thì phải hiểu ha à, chỉ có nơi nào mà tu tập á thì cái hòm đó mới gọi là công đức à nó là như vậy đó cho nên chúng ta phải 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 thật sự hiểu như vậy cho nên các bạn thấy á những cái người á những các cái bậc à, những cái bậc tu hành đại tu hành như đức phật hay đức chúa các bạn thấy á, họ cống hiến cái cuộc đời của họ cho cái sự tu tập và khi họ đạt tới cái à, cái chánh đẳng chánh giác à, họ đạt tới cái trí huệ tột cùng à, thì họ giống như cái 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 cái, 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 cái trí huệ à, như cái bóng đèn soi sáng thì những cái người mà sống bằng đời sống vật chất đời sống tinh thần à, phải tìm đến họ để mà học những cái sự sáng suốt này cho nên Đức Phật hay là người ta được gọi là Đấng Thế Tôn À, đứng thế tôn tức là sao gọi là thế gian à, thế gian tôn kính cho nên các bạn thấy nhìn cái hình này ha, tất cả các cái loại từ không phải riêng các đệ tử đi theo ngài mà cả những cái người dân thường thậm chí vua chúa nữa đó như các bạn bây giờ nói để thấy nè các bạn thấy một cái người gọi là vua làm vua của một nước các bạn nhớ thời đức phật có có cái vị vua mà mà rất là tôn kính đức phật đó, đó. À, một cái vị vua đứng đầu một cái quốc gia nhưng mà sao phải tôn kính trước cái trí huệ tột cùng của một cái bậc đại minh sư như vậy cho nên các bạn thấy cái người sống bằng đời sống tâm linh họ cống hiến cái sự sáng suốt và lực lượng của những người các bạn thấy lực lượng của những người tu hành họ cân bằng lại cái cái địa cầu này à địa cầu chúng ta luôn luôn có hai cái lực lượng là lực lượng dương và lực lượng âm các bạn thấy những cái người tu hành chính là cái những cái người mà phát ra cái từ trường cân bằng lại mặc dù số lượng tu hành bạn các bạn thấy rất ít nhưng mà thiếu không được à nha à cái nước nào mà các bạn thấy vô thần vô thánh à không có tin vô tâm linh là cái nước đó trước sau cũng loạn rồi các bạn cứ thấy đi còn cái nước nào mà người ta có một cái cái sự tín ngưỡng À, người ta tin vào tâm linh ha người ta tự do người ta tín ngưỡng như vậy và người ta tu hành chân chính đó thì các bạn thấy cái đất nước đó nó hòa bình nó bình an lắm tại vì cái lực lượng dương này nó cân bằng lại còn những cái nước mà vô thần á họ theo chủ nghĩa vô thần á họ không có tin vào trời và không có tin vào tâm linh á thì họ để cho cái lực lượng phủ định nó phát triển thì nó chỉ thịnh vượng ở một lúc nào đó thôi nó thịnh vượng ở một lúc nào đó nó mất cân bằng à thì một lúc nào đó bắt đầu nó cũng sụp đổ à À, các bạn nên nhớ luôn luôn như vậy cho nên đức chúa giêsu cũng vậy à, đức chúa giêsu các bạn thấy không mặc dù xuất hiện có 3 năm mấy thôi à, đi ra giảng đạo có 3 năm rưỡi thôi mà biết bao nhiêu người à, cũng tôn kính cũng mọi tầng lớp tôn kính à, còn dĩ nhiên mọi các vị mỗi cái vị ở một cái nơi khác nhau có cái sứ mệnh khác nhau à, gánh nghiệp chướng cho chúng sinh thì cũng phải bị phỉ bán chửi bới là cái chuyện đó bình thường rồi một mốt mình sẽ nói ở trong cái chủ đề khác vậy thì cái chủ đề này để mình nói các bạn hiểu à, phước đức và công đức là như vậy đó vậy thì các bạn nhớ cái sơ đồ à các bạn nhớ cái sơ đồ phước đức và công đức phước à, giúp bằng đời sống vật chất chỉ có cái phước thôi giúp người ta phát triển đời sống tinh thần mới có cái đức giúp người ta phát triển cái trí huệ sáng suốt mới có cái gọi là công đức đó nhưng mà các bạn bắt đầu nhìn ở chỗ này các bạn thấy nè cái sự sáng á, nó chính là cái đạo, À cái công đức và cái sự sáng nó chính là cái đạo nè, là cái chân lý nè và cái đức á là cái đức bi là cái tình thương. Vậy thì mình nói ha bắt đầu ở chỗ này á, mới nói kỹ để cho các bạn thấy một cái người lúc này trước giờ chúng ta hay nói đạo đức cái bài trước mình nói về đạo đức, hầu hết mọi người cứ nghĩ cái đạo đức á là cái gì đó. Có nghĩ là sống tốt đơn thuần hay là làm những cái việc ấy thì gọi là đạo đức không phải à nhưng mà phải hiểu một cái mức độ sâu hơn à tới cái bài này các bạn cần hiểu sâu hơn các bạn hiểu một cái người có đạo đức là cái người sao vừa sử dụng hai cái thể năng lượng tiên thiên là sự sáng và điện và cái đức là cái điện dương thì các bạn phải hiểu cái người mà có đạo đức là cái người phải có trí huệ và tình thương đó cho nên á mình phải hiểu rất là rõ chỗ này ha các bạn đừng có tưởng nói là cái từ đạo đức nó đơn giản không phải đâu cái người mà có đạo đức thật sự là cái người sống bằng đời sống tâm linh có cái trí huệ sáng suốt và có cái tình thương ở trong đó mới thật sự là người có đạo đức còn khi chúng ta chưa có sáng suốt cái việc chúng ta làm á việc đó nhiều khi chúng ta tưởng tốt nhưng mà nó lại xấu à nó là như vậy đó À, cho nên mình nói lại cái người có đạo đức là cái người có trí huệ và tình thương và hai cái thể một cái người thật sự có đạo đức là có sự sáng và điện dương hai cái người sống bằng hai cái thể này mới thật sự là người gọi là người có đạo đức phải có tình thương thật sự chứ còn chúng ta mà còn phân biệt chúng ta còn ngã mạn chúng ta còn lo cho thân rồi sát hại cái loài khác mà chúng ta nghĩ là chúng ta là có đạo đức không phải đâu à, cái đạo đức thật sự nó là trí huệ và tình thương đó vậy thì á cái cái bài này để các bạn thấy á nếu như á trong cái cuộc sống mà chúng ta mất quân bình ba cái đời sống này thì cái cuộc sống cái sự tiêu hao năng lượng của các thể nó cũng trở nên mất mất cân bằng ví dụ như chúng ta sống bằng chỉ tập trung vào đời sống vật chất tập trung vào cái thể thể huyết cái nhục thân ở dưới mà thiếu tinh thần và thiếu tâm linh thì các cái sự sáng nó cứ chi phối xuống và các cái thể còn lại càng ngày cũng kia mất năng lượng À a chúng ta chỉ tập trung vô cái chuyện mà thụ hưởng ăn uống cho khoái khẩu ha rồi đam mê nhục dục ha đam mê xì kem ma túy thì càng ngày càng hại cái thân có phải vậy không mất cân bằng mà không có sự sáng suốt mà rồi chúng ta sống bằng đời sống tinh thần mà chúng ta không có cái sự sáng suốt à, hiện đời nay nghe nhạc cũng vậy à, có nhạc mà nhẹ nhàng cũng có nhạc kích động à, xem tranh cũng vậy có tranh làm cho đầu óc nó thanh thản nhưng cũng có cái tranh gợi dục kích dục à, rồi chúng ta phát minh cũng vậy chúng ta thấy những nhà khoa học có người phát minh ra cái gì đó mang lại cái sự tiến bộ cho cho xã hội thí à, dụ các bạn thấy có người chế tạo ra à, ra thuốc trị bệnh nhưng mà cũng có người chế tạo ra những cái con virus À, để mà hại người à, có người phát minh ra à, điện để mà soi sáng nhân loại mang lại cái à, cái sự à, tiện nghi trong cuộc sống nhưng cũng có người dùng điện để chế tạo ra vũ khí chế tạo ra bom hạt nhân đó cho nên á, sống bằng đời sống á, vật chất và tinh thần á, mà thiếu cái tâm linh thiếu cái sự sáng suốt á, thiếu cái sự sôi đường á, là cũng đi lạc lối à À, các bạn nên nhớ có hai lực lượng phủ định và khẳng định à, một là bên bên phật trời hai là bên ma vương à, các bạn không hiểu ngày nào mà chúng ta mất cân bằng ba cái đời sống này thì chúng ta không có cái sự sáng suốt chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối cho nên làm gì làm cũng cần phải có cái sự cân bằng vậy thì nếu như trong 24 giờ các bạn biết cân bằng dù chúng ta sống mang cái nhục thân này chúng ta vẫn phải đi làm vẫn phải kiếm tiền à, cái chuyện nó phải làm nhưng mà chúng ta cũng cần á phải có cái giờ để cho làm sao cho cái đời sống tinh thần. Cũng phải hiểu á tinh thần là gì à sống có tâm trạng nó có vui mừng, giận lo sợ cũng phải biết cân bằng. À phải sống bằng cái tâm trạng nhẹ nhàng nhiều hơn để cái khí dương nhiều hơn nó cân bằng. Rồi cũng phải biết cái tình thương. À sống cũng phải biết cái tình thương, à phải biết tình thương và cuối cùng sao cũng phải biết tu tập để mà có cái sự sáng suốt cho nên á ở đây là mình phân ra vật chất tinh thần tâm linh nhưng mà các bạn biết bốn cái thể này nó nằm ở trong các trong cơ thể các bạn à. ngày nào mà các bạn không biết phân bổ không biết chia đều cái thời gian để mà cân bằng ba đời sống này à, thì các bạn sẽ bị gọi là mất cân bằng và mất cân bằng của bốn cái thể này à, thì nó cũng dẫn đến bệnh tật à, dẫn đến bệnh tật dẫn đến cái stress à, dẫn tới những cái hệ lụy khác nữa cho nên các bạn phải biết cân bằng À, ví dụ như chúng ta mỗi à, sáng sớm thức dậy à, trước khi đi làm chúng ta cũng có thể dành thời gian để chúng ta thiền định lo cho cái phần hồn lo cho cái tâm linh lo cho cái sự sáng suốt sạc pin lại à, cái sự sáng mà xài cả ngày mà sáng sớm vậy lo cho nó đi một tiếng hai tiếng gì đó rồi chúng ta đi làm à, lo vật chất lo kiếm tiền à, chúng ta có người thân chúng ta có vợ có con chúng ta cũng phải lo chứ à, có cha có mẹ nữa à, phải lo chứ cũng phải lo kiếm tiền rồi tới cái giờ nghỉ trưa, à, giờ nghỉ trưa thì sao cũng nên thư giãn đầu óc, à, nghỉ ngơi một chút hoặc là thiền định tiếp tục để lo cho cái 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 sự sáng. Đó, rồi đi làm như vậy thì thỉnh thoảng cũng làm sao à, cho nghe nhạc hoặc nghe những cái gì tích cực, thu nạp những cái tín hiệu tích cực vào, nghe nhạc tích cực, xem tranh ảnh tích cực, xem những cái gì khẳng định để cho cái tinh thần mình nó thoải mái, nó minh, nó nhẹ nhàng. À, rồi chúng ta thiền định để có cái sự sáng suốt có cái sự minh mẫn ở trong đó sáng rồi thì làm gì cũng được hết à, khi sự sáng mạnh thì điện nó mạnh tư tưởng thiện lành nhiều điện nó mạnh thì khí nó cũng mạnh khí Dương nó phát triển sống bằng đời sống nhẹ nhàng có phải vậy không mà khí nó mạnh thì huyết nó cũng mạnh tức là cái nhục thân cũng khỏe mạnh cho nên các bạn cân bằng được thì cái đời sống các bạn mới cân bằng chứ còn không các bạn mất cân bằng bốn cái thể này thì cái đời sống các bạn là gặp rắc rối liền À, mục đích của clip này chia sẻ về phước đức công đức đồng thời để cho các bạn hiểu hơn về đời sống vật chất đời sống tinh thần và đời sống tâm linh và mục đích cuối cùng là sao phải biết cân bằng ba đời sống hiểu được việc làm nào là phước việc làm nào là đức và việc làm là công đức vậy thì nhìn chút xíu nữa các bạn thấy là cái phước nó thuộc về hậu thiên và nó vẫn nằm trong luân hồi cho nên các bạn bây giờ có làm phước cho thật nhiều mà các bạn không lo cho cái sự sáng suốt à À, thì các bạn cũng phải luân hồi trở lại. Đó, mình sơ đồ này để các bạn thấy rõ ha. À, chỉ khi nào các bạn, <laughs> ngay cả cái, cái sự luân hồi nó nằm ở giữa cái tầng điện á, à, tức là điện dương mà, tức là với cái tình thương vô ngã hoàn toàn á, mới thật sự thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà tình thương mà có điều kiện là nó cũng còn luân hồi. À, cho nên á, cái bài khác ở một cái sẽ có một cái clip nói về... À, tiền và phước họa cái clip sau và một cái clip mình sẽ nói về sau khi chết các cái thể nó hoạt động như thế nào linh hồn đi đâu về đâu sẽ có một cái clip như vậy nhưng mà mình nói lại cái clip này để các bạn hiểu ha à, làm phước làm phước làm vật chất cũng còn luân hồi mà đặc biệt bây giờ hôm bữa mình nói đó nhiều bạn đi làm phước mà mong mong nhận lại đó thì luân hồi trở lại tại vì phước nó nằm trong luân hồi phước đó là hậu thiên thôi nó là khí dương thôi à, chừng nào mà các bạn lên tới cái đức các bạn cho bằng cái tình thương thật sự, tình thương vô ngã Nó thuộc về điện dương á, nó thuộc về tiên thiên á Thì lúc đó mới mong thoát khỏi luân hồi Chứ còn không mà nó nó còn nằm trong luân hồi á. À cái hình này á, cái nếu các bạn hiểu là hiểu sâu đó Sắp tới đi, cái clip sắp tới mình sẽ phân tích kỹ hơn cái vấn đề này Rồi, vậy thì nhớ lại ha, cái lời chốt cuối cùng Nhớ cái người thật sự có đạo đức là người phải có trí huệ và tình thương Rồi à mình dừng cái clip ở đây hẹn các bạn vào cái clip sắp tới máy à, bay các bạn